trên đời vậy mới sợ, mới ghét chứ. Sao? Mày đứng được bao lâu? Mặt các bạn là núi Vinh và chúng ta đã sắp tới núi Vinh để có một cuộc leo núi mới. Núi Vinh thuộc Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn ơi. Làm mình hôm nay gồm 5 người và 2 con chó. Hành trình mang theo là trứng luộc, khoai lang luộc và mì gói. Chúng ta đã tới núi Vinh và hồi nãy gửi xe. Bây giờ mình sẽ đi bộ lên hang chùa. Một suốt video hang chùa hang tổ, mình sẽ đi lên lên núi. Đây đoàn chúng ta gồm 2 người, 4 người, 5 người, 2 con chó. 7 người nha. Ủa 5 người 2 con chó không chịu nữa. Đây hôm nay rượu vợ theo cho vợ đi. Vợ khỏi cằn nhằn. Đi, come on. Để lo đi cho giảm calo.
Biết xuống tay người bé. Cười 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 biết cười biết cười lên cười lên lấy tiền. Rồi mình đã tới con đường rồi, tới chùa. Các fly cam nha. Đây, qua tán cây nè, đó, bay qua tán cây đó. Đây là cái bạn hai đi lên núi trong hai clip trước của mình. Rồi bây giờ bạn phát biểu cầm nghĩ. Bạn hãy nhấn like subscribe cho kênh này nổi tiếng nha, để bữa anh Quân có tiền anh Quân sẽ cho mình, để mình có động lực để mình đi leo núi với anh Quân nữa. Ok. Để mấy cái dây đỏ nha, ta có cột á, có dây đỏ để đi. Tại khi mình đi ngang mình sẽ có mấy đường mòn băng băng á. Con lộ mấy cái bụt, cái bụt thích đi chữa lành quá, tụi bay hở cái là chữa lành. Vì mấy này cảm giác nó khó gì gì vậy à, thấy thấy con kỳ đà. Chạy lẹ kỳ đà, chạy lẹ, chạy lẹ kỳ đà chạy thung mạng. Bướm nghe con, bướm nghe con. Đây, không có nhảy xuống bực, nhảy xuống bực là khỏi cứu. Giới thiệu mọi người, đây là vợ mình. Trong cái kênh mình thì bạn thấy nhiều lúc trong trại hay đi chơi có cái mặt vợ mình đó. Dễ dàng. Từ cái lúc mà vỡ thằng này. Cua tới lúc thành vợ đó, có mặt vợ mình không à. Mốt có gì xóa kênh luôn á. Đây, mình mới đi được một đoạn dốc cao cao, đường nhựa. Sao là đường nhựa? Hôm nay trời không có nắng. Bom lên bom ơi. Lại là hai thành viên Bom và Bin. Đây là Bom. Bin với Bom. Đây có một đứa tên Bin và một con chó tên Bin. Còn đứa nữa mà đâu rồi? Sao anh ơi? Khu chùa. Cái chạy đây cái đậu đây nè. Đó, thân này là mình không có được đậu xe nha mọi người. Có dưới có ghi bằng cấm rồi. Đậu nhiều quá thì mất an trật tự. Đây là có VWC luôn nha. Này đi chùa. Đây là chùa hang tổ, cây đẹp quá kìa. Bằng lăng. Bằng lăng này một thưa thưa đẹp quá nè. Ê. Đây là cây băng lăng ở chùa hang tổ. Là chùa hang tổ cho mọi người. Đó là mình đi đường đất. Tiếng chung cho vào đại điện. Mọi người nhớ đi theo đường cái những cái dây ni lông cột này nè. Đó, cứ thấy dây ni lông là đúng. Bây giờ hai đứa biết chưa? Mới biết đúng không? Dạ, mà không thấy dây ni lông là sao? Là lạc đường, quên lại. Chung chùa ở không gian thanh tịnh.
Bít tôi nở luôn nè. Ông. Nở luôn. Tất ông nha hơi. Ừ, nãy giờ mới vô đây mới là đường bắt đầu leo này mọi người. Cái đầu đẹp lắm nè. Hôm nay đóng phim rồi nè. Đường không có nắng nên trời hơi âm u. Này có nắng là đẹp lắm nè, có nắng tia nắng khoe lọt lọt thấy đẹp nè. Nó không có nắng lắm. Rừng, cây rừng nhiều. Có ba đường luôn kìa. Cứ theo dây mà đi. Đó có cái bạn chỉ dẫn trên kìa. Hang tỏ là đi xuống. Mình xuống hang đi. Thầy Ba Châu, muốn đi thầy Ba Châu hay muốn đi thì Thạch Vân. Ôi, giờ mình đi theo dây, là bên kia có một cái gọi là cái gì, cái am của thầy Ba Châu. Thầy đó có phép thần không sao? À, đi nào. Lên này, còn trống hơn mình lên mình làm cái am. Bạn ta đang nói về cuộc hành trình của anh ta khi ở khi mà cuộc sống cô đơn mình với hàng chó. Bom leo giỏi ta. Leo bom, leo bom. Đừng bắt đầu dốc lên nha, đường đá. Có mùa mưa nên hơi trơn trượt. Bắt đầu thở ra tiếng rồi nha. Vậy. Chín cắn hả? Đi con, ba. Pin. Đi pin. Xa hơn á. Xa hơn mà nó xuống nữa. Có cây rừng chứ không có trồng mấy cây công nghiệp. Tính ra cũng còn gọi là nguyên nguyên sơ. Nắng lên rồi bạn ơi. Nắng lên lói rồi. Đây cục đá này thoáng nè. Ngày xưa trong tôi mà không, đây là gọi là đá phơi kinh. Nhưng giờ đây là đá nghỉ chân. Ở núi Vinh. Mũi nè. Mũi quá mũi. Ủa lần thứ ba đi nói câu đó luôn á Huy. Nói câu khác rồi. Bắt tôi đi là tôi sợ như chó vậy. Tôi sợ như chó vậy.
Ông nói câu khác cho tôi nghe vui hơn coi. Hội dân mà. Con này có chị nào không? Cứu. Đường bắt đầu vô dốc và đá. Gì vậy? Đâu? Mới chạy qua hả? Đâu à? Đang nhìn mình hả? Không, rắn nhỏ rồi, rắn tròn rồi. Trời mấy bụi này dễ có lắm. Đây là khi người lớn ham nóng tình cảm, hai chồng đi hấp hôn vô. Hai chồng hấp hôn bằng cách leo núi. Lên bên. À, khúc này thấm mệt mà dốc hơi cao là có vẻ là mình gần tới đỉnh rồi đó. Nó hầm quá, nó hầm nó khó chịu. Đứng đỡ mỏi chân thôi, ngồi là đuối. Ô, đây cục có cục đá rêu xanh lè rồi, đẹp quá. Rêu này bám mấy năm rồi, chắc mấy chục năm rêu bám mà dày cùi luôn. Cái cục đá rêu đẹp quá bay ơi. Có than kìa. Để lên một cái tảng đá lớn, có người ta có dựng đá là bậc thang. Đấy. Cẩn thận trơn nha. Rêu không à? À, sắp lên rồi. Quá thoải mái. Có lên pin ba. Giỏi quá ha. Có thang kìa. Để lên một cái tảng đá lớn, có người ta có dựng đá là bậc thang. Đấy. Cẩn thận trơn nha. Rêu không à? Sắp lên rồi.
quá, quá thoải mái. Có lên pin ba. Giỏi quá ha. À, chắc ba cây lên đó. À, xa xa đã có tiếng người, chắc là trên đỉnh rồi, hoặc là tắm suối hay gì đó, như đây là gần con suối thì phải, nghe đồn là vậy. Bên này, bên này, bấm ai? Bên này. Bên này, bên này. Đúng rồi, lên kia kìa. Bên này. Đừng lên này đẹp nè. Đường đây, che đồ mát mẻ quá nè. Băng cơ. Cơ đâu? Ta đã đến. Đây, đây là cái đỉnh đây. Mọi người ra đây luôn chứ, nhưng tới đó ngồi. Ở đây độ cao 500m là... Đã là tới đỉnh dưới kia là thành phố Vũng Tàu. Bà rỉa chứ. Chúng tôi đã lên núi và bây giờ chúng tôi sẽ mở bếp nấu mì, ăn trứng các kiểu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu soạn bếp nấu mì. Chúng ta sẽ nấu mì, nấu nước, phế chế mì. Ấy, ấy, ấy. Giữ, 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 giữ đã, chứ bật cái chân ra. Đồ cái là nghỉ luôn á. Được chưa? Đây, chưa, giờ, chưa bật cái chân ra. Đi nè, chưa thấy bằng này vô. Rồi, bây giờ nước đã sôi. Chúng ta sẽ chế mì từng người nha. Đưa đây cho đầu bếp ha chế coi. Cẩn thận cà phỏng má ơi. Rồi, một ly. Của nó nha. Để cái gói kia lại mà. Rồi, mời mọi người ăn nha, ăn mì trên đỉnh núi Vinh. Bên, bam, coi ra cho tầm đã nè. Coi trong bỏ kìa. Đó, ai cũng mì, ăn con chó nè, ăn mà chó. Ăn thịt. Bên. Bên kìa. Quyến cho chim kìa. Bom kìa bom. Quyến cho trong trứng kìa. Bom kìa. Bom kìa bom. Mì khoai, khoai dập nát rồi, khoai dập nát rồi, cho chín một trái trứng. Dầu, dầu anh, dầu anh. Những người có leo có ba cây mà hì hợp thì hợp quá lạ, ngon quá. Không, không ai đem coca hả? Ai múc ban coi, múc ban coi, múc ban coi. Ở bên kia có coca không trời?
đồng giá 20k kìa. Bắc Bang mà. Nóng. Vô. Đó, nghe tiếng hấp rập. Quá đã. Đây mình sẽ đi theo con đường khác để xuống đường nhựa. Đây có mấy cái. Mấy có mấy cái dây đỏ cột này là cứ đi cho chắc cú nha, đi lộn đường coi chừng vô rừng. Cái núi này nó thấp nhưng mà nó dài lắm. Lộn vô rừng là mệt á. Đó, đằng sau mình là TikTok sắp nổi. Xin chào mấy bạn. Khúc này đường xuống hơi dốc nè. Trơn, cẩn thận nha. Cảm ơn những người đã cột dây nha, không biết ai cột nữa. Cảm ơn trước. Chứ đi lần sau đi cầm dây theo thấy nào mà sắp đứt á, cột lại. Mới có những vạch sơn đỏ nè. À, ông Vương để cái cao dưới đây là cái góc nhìn của ông Vương với ông Bôm. Cái góc nhìn của ông Vương với ông Bôm. Góc nhìn của tụi nó đó. Lụm được đó không? Được. Rồi nó na đi, nó chạy vòng vòng vậy. Khúc này thì đường bằng phẳng này, thoải mái nè. Nếu mà muốn xuống nhanh thì mình đi cái đường này. Tới quán nước cái bên có một cái đường mòn nhỏ. Là thấy mấy cái dây màu đỏ cột đó là mình mới đi dọc theo. Cái rừng trúc ngạ ngạ. Leo nó không có cực, đi giống chicken thôi. Đây đỉnh La Bàn có ghi chữ này. Hai bạn chó thấy dốc cao cái không dám xuống nè, bế xuống. Rồi chạy. Tới đây đứng tiếp nè. Rồi ba, ba. Chạy xuống. Nó nhìn tôi. Nó đợi tôi không ơi. Rừng trúc này hơi dài, đi hoàng hết. Đây mình tới một khu rừng. Chắc trời suối kiểu như mưa suối chạy xuống á.
không cái lỗ mà lỗ. Mấy ông nước nó dẫn đâu nè, chắc là dẫn xuống chùa. Ông nước quá trời nè. Hôm chuyến này về có clip chuyện riêu rồi. Mình làm thám hiểm rừng xanh. À thôi anh ơi, về đổi tên đi. Thám hiểm rừng xanh. Tháng tháng lần. Đi ba cái này cũng còn rừng xanh rồi. Nắng lên rồi. Chúc chạy ngay đường nắng như gì luôn á. Ôi có cây cao quá. Đây vẫn có một số cây rừng không có cây công nghiệp cho nên vẫn có nét đẹp. Trời cây dừa. Một tụ cây dừa. Vẫn còn sống. Đây. Đi theo dây cột. Đây mấy cái lá này lá dông này nè. Gói bánh nè. Đường này đẹp nha. Đi mình đi cái đường này đẹp tại vì nó xuống cũng sẽ xuống đường nhựa mình vẫn lái xe được. Đấy, cái dây đỏ này có được. Nắng lên này. Lại tiếp tục rừng trúc. Đi con. À. Bao đẹp luôn. Con bướm bay lên đó là quá đẹp. Ghép bướm á. Ghép ít. Rồi xuống dốc luôn. Dìu nhau xuống dốc luôn nha. Nè, nè tay tay. Tay. Con đường này thoáng đẹp, không chật chội. Tiếng nước suối. Còn nó chạy phía dưới đá sao á? Chảy ngầm. Coi sạch á. Đây có một con suối nhỏ róc rách. Ê vậy nó chạy ngầm từ sông kia, nó từ đây nó chạy ra nè. Đường nhựa đâu ta? Chắc là bên cái chùa á. Mình thấy chùa là mình tới nơi. Đường băng chắc là sắp ra rồi đó. Sắp ra đường nhựa rồi.
có một người tập chạy bộ. Hồi nãy thấy ông trên đỉnh núi rồi. Giờ thấy bạn chạy tới đây. Ra đây không có mạng rồi mấy. Rồi mình đã ra đường nhựa nhưng mà mình không biết đi lên hay đi xuống. Đường vào hồ bể nước. Anh nghĩ là đi xuống tại vì ra đường này nó sẽ xa hơn. Tại vì cái khúc đó mình nó sẽ đi ra hướng này mà. Vậy mình phải vào phải đi xuống chứ. Đây là dốc lên mà đúng không? Đây dốc xuống nè. Đúng không? Lấy nước ở trên đi. Đi đại đi. Mình đi xa thì mình đi đại. Vấn đề là không có sống. Sơn Tinh Mẹ Nương là cái chỗ mình gạo đi lên á. Bơm ơi đi dây bơm ơi. Đi dây bơm ơi cái đường này. Cái đường này đi dây đi. Bơm. Sau khi mình xuống núi thì mình chạy lên Vũng Tàu. Mình ăn bánh ngọt cây đa. Dơ quất 5 ly nước dừa rồi nha mọi người. Bánh Phật cũng có thân luôn mọi người. Nhanh gọn lẹ. Đoàn mình tới 20 người mà 15 người đi lạc rồi. Còn 5 người thôi. Bây giờ mình uống nước dừa. Mình ăn cho nó đã. Đi nhắn uống nước dừa ngon. Đu đủ. Mình mắm đu đủ. Thi thì mình dầm đu đủ. Mình thi. Nó ngập mặt đu đủ luôn. Vẫn có người đói khác. Có phê. Đi xa mà nó thép ngược luôn ăn nha. Bánh khọt cây đa. Tao đụng luôn á, thấy không? Ủa cái gì vậy bay? Nhớ mọi người nha. Nói tầm bậy tầm bạ. Lưu niệm mọi người. Vậy mà đòi làm vậy mà cái lòng kịch tán bắt đầu. Cuốn lên bọ này lên rau rá lên chấm một phát dứt. Trong ra ngắm biển cà phê chiêu chiêu trời ơi hưng thụ quá hư thân bắn ếch quá ăn này gọi lần tiếp. Không còn gì để nói.